Chiều 12 tháng 6 năm 2023, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu chính thức áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo điều chỉnh của Liên Bộ, giá xăng dầu cụ thể như sau. Giá xăng RON 95 giữ nguyên ở mức 22.010 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên ở mức 20.870 đồng một lít. Giá dầu diesel là 18.020 đồng một lít, tăng 80 đồng một lít. Giá dầu hỏa là 17.820 đồng một lít, tăng 50 đồng một lít. Giá dầu mazut là 14.710 đồng một ký, giảm 170 đồng một ký. Tại kỳ điều hành ngày 12 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không chi sử dụng từ quỹ bình ổn với xăng dầu. Mức trích lập vào quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu giảm 70-120 đồng một lít tùy loại. Như vậy, giá xăng đã giữ nguyên sau 2 lần tăng giá liên tiếp. Tính từ đầu năm, giá các nhiên liệu đã trải qua 17 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.